chiếc Corvette động cơ đặt giữa tiếp theo của Chevy sẽ không chỉ săn những chiếc siêu xe đắt tiền. C8 Corvette đại diện cho một sự thay đổi mô hình so với tiền thân của nó. Không hoàn toàn vì đây là thế hệ xe thể thao đầu tiên của Chevrolet sử dụng động cơ đặt giữa, mà bởi vì nó truyền động khác với bất kỳ phiên bản nào trong số 7 lần lặp lại trước đó của biểu tượng. Nếu có bất cứ điều gì, xu hướng đó dường như đã sẵn sàng để tăng tốc với sự ra đời của chiếc Chevy Corvette Z06/2023 tuyệt đẹp này. Chiếc Z06 mới của Chevy không chỉ dựa trên mẫu Corvette Stingray cơ sở của General Motors, nó mở rộng mạnh mẽ hơn và hoàn toàn hơn bất kỳ Z06 nào trước đó. Chiếc Chevrolet tập trung vào đường đua. Hiệu suất cực cao này được trang bị động cơ hoàn toàn mới và độc đáo, đồng thời mang các tấm thân mới rộng hơn 3,6 inch từ chắn bùn đến chắn bùn. Thân xe rộng không chỉ cho phép cao su rộng hơn để bám chắc hơn mà còn có khả năng làm mát bổ sung cho động cơ LT6 V8 5,5 lít mới. Tay quay phẳng LT6 tay quay mặt phẳng là một điều hiếm có trong thế giới ô tô, xuất hiện phần lớn trong các động cơ xe thể thao chuyên dụng và một số thiết bị ngoại thất quý giá của châu Âu. Cùng với các sản phẩm đặc biệt về hiệu suất như Mustang Shelby GT350 gần đây của Ford. So với tay quay mặt phẳng ngang thông thường, mặt phẳng phẳng đặt các chốt tay quay của nó trên một mặt phẳng duy nhất mà không cần các đối trọng lớn làm xa lầy cụm quay này. Lưới dòng là động cơ có thể quay nhanh hơn và đến số vòng quay cao hơn do thiết kế về bản chất quán tính thấp hơn này, đặc biệt khi không bị cản trở bởi cảm ứng cưỡng bức. Điều đó cũng có nghĩa là động cơ LT6 V8 trong chiếc Z06 mới này không có âm thanh giống động cơ V8 điển hình của Mỹ. Không có tiếng ầm ầm hoặc cục bộ, máy quay lớn không hoạt động. GM đã đủ tốt bụng để cho tôi có cái nhìn trực tiếp về Z06 trước khi nó được tiết lộ toàn cầu. Trước khi các quan chức bắt buộc yêu cầu của tôi phải khởi động một thời gian ngắn trong nhà thiết kế huyền thoại của công ty Tadjuter, kỹ sư trưởng lâu năm của Corvette, đã cho tôi thấy xung quanh, đặc biệt tự hào về việc làm nổi bật phần phía sau mới của chiếc xe với các đầu ống xả gắn trung tâm của nó. Trong khi tự tách rời khỏi ống xả trong một giá treo nổi, những đầu ống này được thiết kế để truyền âm thanh trở lại người lái. Với các bộ phận hiệu suất cao như thanh kết nối bằng titan rèn, van xả chứa đầy natri và hệ thống bôi trơn bể chứa khô 6 giai đoạn mới, LT6 lắp ráp bằng tay sẽ phù hợp cho những nhịp đường đua kéo dài. Ngoại hình thân rộng đầy đe dọa của 2023 Z06 không phải là tất cả các hông. Các kỹ sư Chevy không chỉ trang bị một số pháo sáng chắn bùn mới từ trước và sau và đi uống bia, có thân xe chu vi mới từ đầu đến đuôi. Những thứ như mui xe và mui xe vẫn không thay đổi, nhưng mặt khác tất cả đều mới. Bao gồm chắn bùn phía trước rộng hơn 1,2 inch và phía sau rộng hơn 1,6 inch. Cái sau giúp đẩy nhiều không khí làm mát hơn vào các cửa hút bên được mở rộng. Đây là một mức độ thay đổi thân xe và nói thẳng ra là sự đầu tư mà chúng ta chưa từng thấy ở Z06 trước đây. Ngay cả khi không có các yếu tố lực ép mạnh hơn nhiều của gói hiệu suất Z07 tùy tròn, chiếc Z06 mới này trông cân đối hơn với mắt tôi. Không có hộp số tay hoặc thời gian từ 0 đến 60 nếu bạn đang nuôi hy vọng về sự thay đổi cần số và bàn đạp ly hợp trên Z06 kể từ khi bị ngừng hoạt động trên Corvette Stingray tiêu chuẩn. Hãy chuẩn bị để thất vọng. Z06 sử dụng phiên bản sửa đổi của hộp số ly hợp kép 8 cấp của xe cơ sở, một hộp số có tỷ số chuyển động cuối cùng là 5,56, một độc đáo và điều chỉnh phần mềm khác nhau. Cùng nhiều thứ khác, đầu tiên sẽ giúp Z06 tăng tốc nhanh hơn nữa cả khi ngoài đường và khi cua ra khỏi các góc cua trên đường đua và đường hẻm, tận dụng lợi thế của LT6 đang quay vòng nhanh. Chevy không cho biết Z06 mới này nhanh như thế nào, nhưng thời gian chính thức từ 0 đến 60 dặm 1 giờ của Stingray Z51 chỉ là 2,9 giây rất ít và một số ấn phẩm ô tô đã cố gắng làm tốt hơn điều đó.
Hiệu suất như vậy một phần là nhờ vào tay cầm bổ sung được tạo ra bởi sự phân bổ trọng lượng vốn đã vượt trội của thiết kế đặt giữa. Với bộ lốp dày hơn, rộng hơn, Z06 sẽ nhanh hơn. Nếu chỉ để củng cố vị trí của nó trong hệ thống phân cấp của Corvette. Khí động học nghiêm trọng mặt khác, tốc độ tối đa có thể bị ảnh hưởng so với Stingray tiêu chuẩn, vượt trội với tốc độ chóng mặt ước tính 194 dặm một giờ. Chevy vẫn chưa cho biết vận tốc đầu cuối của Z06 là bao nhiêu, nhưng rõ ràng nó ít nhất là 186 dặm một giờ. Chúng tôi biết điều này bởi vì công ty cho biết gói khí động học của Z06 cơ sở tạo ra thêm 365 pound lực xuống ở tốc độ đó khi cánh gió sau được lắp đặt các thanh chắn gió phía sau. GM đã không có mặt thứ hai trên các mô hình trong studio của mình, nhưng nếu bạn hình dung ra hai chiếc môi nhỏ thẳng đứng trên mép sau của cánh lướt gió của chiếc xe màu bạc, bạn đã có nó. Thật hợp lý khi cho rằng với việc loại bỏ các bit aero đó, chiếc xe có thể nhanh hơn một chút. Tình chỉnh nội thất mặc dù được cho là hơi ngột ngạt, nhưng buồng lái tiêu chuẩn của C8 vẫn dễ dàng trở thành cabin Corvette được hoàn thiện tốt nhất mọi thời đại. Với trọng tâm trình điều khiển mạnh mẽ và vật liệu chất lượng cao, cần nâng cấp rất ít cho nhiệm vụ của Z06. Như vậy, hầu hết các thay đổi của mô hình là bề ngoài. Có 3 chỗ ngồi khác nhau và 7 màu nội thất tiêu chuẩn để lựa chọn, bao gồm cả tùy chọn đỏ adrenaline mới cho những ai thực sự muốn quá tải đầy đủ, mọi thứ đều có màu đỏ thẫm. Từ ghế ngồi đến bảng điều khiển và tấm lót đầu. Vô lăng bọc sợi carbon mới với các mái chèo phù hợp cũng có sẵn. Cũng như gói trang trí nội thất bằng sợi carbon và không ít hơn 6 màu dây an toàn khác nhau. Định giá và tính khả dụng khi bán như bạn có thể đã phỏng đoán từ chỉ định năm mô hình 2023 của Corvette này. Sẽ mất một thời gian ngắn trước khi bạn có thể đậu một chiếc Z06 trên đường lái xe của mình. Giá cả vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm 2022 tại ngôi nhà lâu đời của Corvette ở Bowling Green, Kentucky. Điều thú vị là Z06 sẽ không chỉ được bán ở Bắc Mỹ. GM cam kết tính khả dụng quốc tế, bao gồm cả ở dạng lái bên phải. Nói cách khác, không chỉ những tay đua chuyên nghiệp của GM mới có cơ hội để khủng bố những chiếc Porsche, Aston Martin và Lamborghini đắt tiền hơn trong cuộc thi C8R đặc biệt của họ trên các đường đua thế giới. Người mua hàng này cũng sẽ có cơ hội với Chevy Corvette Z06 2023. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!